Câu chuyện liên quan đến tấm biển cấm sinh viên trường đại học xây dựng để xe ô tô trong sân trường đang khiến cho rất nhiều cư dân mạng cảm thấy xôn xao. Thực hư câu chuyện này như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng Vest News tìm hiểu chi tiết. Theo hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, có một tấm biển in tên trường Đại học Xây dựng Hà Nội với nội dung để phục vụ công tác đón sinh viên khóa 67 nhập trường, đề nghị toàn thể sinh viên không để xe ô tô trong sân trường từ thứ năm 29 tháng 9 2022 đến hết thứ bảy mùng 2 tháng 10 năm 2022. Sau khi hình ảnh này được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người đã tỏ ra trầm trồ bất ngờ. Họ cho rằng để trường phải ra thông báo này chứng tỏ nhiều sinh viên của trường thuộc dạng rất có điều kiện. Mới đây nhất, đại diện trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho hay, nhà trường có thông báo tới toàn thể giảng viên không mang xe ô tô đến trường trong những ngày đón sinh viên khóa mới. Còn những hình ảnh thông báo toàn thể sinh viên không để xe ô tô trong sân trường là không đúng sự thật, đó chính là ảnh chế. Nhà trường hoàn toàn không hề có thông báo không để xe ô tô trong sân trường dành cho sinh viên. Biển báo đã bị sửa đi từ giảng viên thành sinh viên. Theo đại diện trường Đại học Xây dựng Hà Nội, nhà trường chỉ hạn chế việc các giảng viên đỗ xe ô tô trong sân trường để sân trường rộng rãi trong 3 ngày đón tân sinh viên. Việc này nhằm tạo điều kiện cho phụ huynh, người nhà cùng tân sinh viên có không gian rộng rãi và đỗ xe được thoải mái khi đến làm thủ tục. Chúng mình là S News, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi những tin tức này. Ngoài ra, quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe cho S News.